Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng một câu hỏi. Từ thực tế cắt giảm lao động của các doanh nghiệp thời gian qua cho thấy, cơ hội việc làm đối với lao động nữ ở độ tuổi ngoài 40 sau khi bị mất việc là hết sức khó khăn. Và đây cũng là nhóm nguy cơ có nguy cơ cao phải rút bảo hiểm xã hội một lần. Vậy đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp mà Bộ trưởng sẽ triển khai theo thẩm quyền hoặc là sẽ tham mưu với cấp có thẩm quyền để hỗ trợ lao động nữ ở độ tuổi ngoài 40 sau khi bị mất việc làm. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Bắc Cạn nói về lao động nữ, nhất là lao động nữ trên 40 tuổi. Tối hôm qua thì tôi có đọc lại cái báo cáo về lĩnh vực giày da dệt may. Và tôi cách đây một tháng thì Thủ tướng có phân công đi kiểm tra một số địa phương, cũng ăn cơm công nhân cùng mấy công nhân. Thì tôi thấy thế này, hầu hết các ngành nghề dệt may, giày da, phần lớn là lao động nữ. Thậm chí có những ngành nghề tới 80% nữ. Vào Nghệ An vừa giờ gần như tuyệt đối là lao động nữ. Thì chúng tôi thấy cái việc này rất quan trọng. Bây giờ hầu như thời gian vừa qua mất việc làm, giãn việc rơi vào lao động nữ. Cái dòng người 3 triệu người chuyển về địa phương vừa qua cũng phần đông là người mẹ đem theo con. Chúng tôi nghĩ việc này rất là đúng, rất xác đáng. Bây giờ có mấy việc. Một là phải đào tạo ngay từ sớm. Phải chăm lo đào tạo ngay từ khi chưa thất nghiệp. Để nếu như mà đến 40 tuổi, bởi vì thực ra 40 tuổi mà đối với ngành dệt may là khó khăn lắm rồi đó. Mắt mờ, chân chậm, năng suất thấp. Mà cái ông dọa chủ thì bao giờ cũng nhầm vào những người như thế. Khó khăn như vậy. Chứ còn những ông mà năng suất tốt thì làm ăn tốt thì không đâu ạ. Do đó chúng ta phải chủ động. Một, như là Thủ tướng Chính phủ cũng như là Chính phủ đã có 3 cái giải pháp để chăm lo cho công nhân. Thứ nhất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất. Thứ hai là tạo việc làm ổn định. Thứ ba đấy là thực hiện các cái chính sách đương có một cái tốt nhất. Thứ tư là chăm lo hệ thống cơ sở phúc lợi xã hội thiết yếu, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, vân vân, để đảm bảo cho người phụ nữ giảm bớt những cái khó khăn thiệt thòi đi. Thứ tư là chủ động đào tạo từ sớm từ xa để cho người lao động nữ khi chuyển việc hoặc thất nghiệp thì có thể có bố trí việc mới. Thứ năm là khi về địa phương thì đề nghị các địa phương ấy có cơ chế chính sách để hỗ trợ tín dụng tạo việc làm công hoặc việc làm thủ công để cho người lao động nữ thì có thể là thích ứng trong cái bối cảnh mới. Thì các cái giải pháp này thì về cơ bản chúng tôi xin báo cáo lại với đại biểu Thủy như vậy.